Chỉ với một nắm gam muống sẽ giúp cô chú có một cái lá phổi thật khỏe, thật sạch chỉ sau một đêm nha. Bài thuốc hôm nay với nguyên liệu khá đơn giản sẽ giúp cho cô chú có một lá phổi thật là khỏe mạnh, đặc biệt là các anh các chú đang sử dụng thuốc lá. Nguyên liệu mình sử dụng đó chính là gao muống đồng có cái thân màu tím. Mỗi lần mình sử dụng là 300g lá nha. Ngâm với nước muối loãng, rửa thật sạch, rồi mình đem giã nhuyễn. Sau đó thì cho thêm 200ml nước vào, vắt lấy phần nước cốt. Để cho cái nước này dễ uống, mình có thể cho thêm một tí muối vào. Với cách thanh lọc phổi đơn giản này, một tuần có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần nha cô chú.